Đốt chú Hải đi qua. Chú Hải đi qua. Anh Trung. Vô lại chồng. Vui vừa quá sập này. Là vị khách quý của cuộc triển lãm hôm nay. Ông ta by the latest in chip technology UZ18 and of course movement coordination has been perfectly tuned. Thao túng và tác năng của nó. Hồi nãy tất cả mọi người đều thấy rằng các người cơ giới này đồng thời có ưu điểm của loài người và tục cho cô. Nhưng mà chúng tôi không cứu được cô bởi vì cô bị thương. Người có chính nghĩa quan trọng nhất. Nhìn không thấy gì hết vậy? Anh thật là không có hiểu. Tôi thấy anh là một mình lâu rồi. Hay là về sao cô sẽ phụ trách tổ tiền án này? Ở trên đời có nhiều việc đó không nổi đâu. Cho bốn người qua đây kẹp tôi đi. Không thi nữa chứ hả? Thì chờ xem coi, trễ quá rồi. Nó từ từ rơi xuống. Dạ. Thôi đi mà. Tưởng của loài người. Nếu như có cơ hội. Chúng ta đã có sẵn ba cô rồi. Muốn tụi tôi làm cái gì đây? Ma đỏ. Đẹp quá. Cô coi gương thử coi. Đó, con nghe không hả? Cảnh sát không phải cái này đâu. Các bạn đi, các bạn đi, các bạn. Thì thắng, thì tôi nói cô làm cái gì, cô phải làm cái đó à? Chuyện mà họ xinh đẹp như vậy, mà cái thằng có vấn đề đó hả? Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Có gì nè?